Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn đĩa gốc Laiso của anh Tuấn Hưng. Đây là đĩa mình vừa mua được sau này thôi các bạn. Đây là của Phương Nam Phim sản xuất. Mình mua của Phương Nam Phim đó các bạn. Ở đây thì có những bài nhạc Atom Laiso. Còn đây là tem của cục nghệ thuật biểu diễn. Các bạn có thể xem nha. Cái album này thì Laiso này thì anh Tuấn Hưng có song ca với anh Trần Tâm. Thời điểm này thì anh Trần Tâm rất là nổi tiếng luôn các bạn. Đây có nhiều bài nhạc khá là hay, như là bài Vũ Điệu Thần Tiên, Tình Yêu Lung Linh nè các bạn. Hình như thời điểm này thì chưa có bài Cầu Vồng Khuyết. Mình không nhớ lắm, nhớ cho lắm, nhưng mà mình nhớ là Cầu Vồng Khuyết là sau này thôi. Và mình sẽ mở các bạn bên trong chiếc đĩa nha. Khi các bạn mua đĩa này của Phương Nam Phim á thì sẽ không có hộp như thế này đâu. Hộp này là tự mình mua và mình gắn vào thôi các bạn. Nên thời gian mình làm clip nó cũng khá là lâu. Mình có thời gian rảnh thì mình mới đi mua hộp như thế này về để mình bỏ bao bìa vào để mình quay clip lên cho nó đẹp hơn ha các bạn. Chứ để bìa kiến thì quay lên nhìn nó không có đẹp mắt. Với lại nó giống như đĩa lậu hơn. Mà đĩa này thì bên Phương Nam Phim bán giá khá là rẻ, nên mình cũng không thể yêu cầu gì nhiều. Các bạn hãy xem nha. Ở clip sau thì mình sẽ có thời gian thì mình sẽ làm clip test đĩa, những chiếc đĩa mà mình mua sau này cho các bạn xem. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.